thắc mắc mình đó sao không có nhiều ghê dữ. Thầy bùa phải không? Thầy bùa dữ không ta phải không? Bùa cạo nữa. Ê, khủng vậy? Chứ nó nói gì? Tại anh nghe nói chuyện thằng đó rõ ràng. Nó nói gì? Anh chỉ chỗ nó đi làm. Có đâu? Bây giờ nó mới có. Em còn nhỏ xíu, chưa có vậy thì cho mà. Có đâu, đừng có xé. Bộ nghĩ hả? Bộ nghĩ anh xài với em mà. Hello mọi người, thì hôm nay mình lại có cái trò mới mọi người ơi. Cái màn này thì có lẽ là nó sẽ hơi bị gây cắn ở nhà. Đó, thì đây, mình cho mọi người coi cái này. Mọi người thấy miếng vàng vàng là mọi người hình dung tới cái miếng gì? Miếng bùa đúng không? Thì hôm nay là cái màn cho mình nó cũng liên quan tới cái miếng bùa. Nhưng mà cái này không phải miếng bùa mọi người. Cái miếng này là chỉ là cái miếng màu vàng vàng trước kim tiếng ở trong cái phòng mẹ mình gỡ ra thôi. Mà chắc giờ mình nó không để ý đâu, nó không biết đâu. Đấy, thì mình sẽ giả vờ trò chuyện với một thằng em nào đó, rồi kiểu như hướng dẫn nó lại cái bà thầy đó để mà làm bùa yêu đó. Là bấy lâu nay là vợ mình ở bên mình là tại vì mình bỏ bùa yêu nó nên nó mới ở bên mình thôi, còn nếu không có bùa là nó sẽ không yêu mình, kiểu vậy mọi người. Để coi khi mà nó phát hiện ra là nó yêu mình vì miếng bùa này coi là nó phản ứng như thế nào. Đấy, nhưng mà thật sự cái miếng bùa nó không phải miếng bùa đâu. Đấy, ai đâu mà chơi mà ai mà chơi dơ vậy kiểu không mọi người. Đấy, yêu nhau mà không có tình yêu thì sống bên nhau sợ hạnh phúc đó. Đấy, thì bây giờ mình sẽ giả bộ mình giấu trong gói, một lát mình nói mình để trong gói nha, cho nó nghe thử coi nó phản ứng như nào mọi người. Hãy đón xem coi phản ứng của bà Ngọc mình như thế nào đây. Ok, vô. Ok mọi người nha, thì bây giờ mình sẽ để vô miếng gói này. Vợ mình nó đưa con mình với mẹ mình đi vô trong Úc chơi rồi mọi người. Ngày nào con mình nó cũng đòi vô Úc chơi hết á, tại vợ chồng bả có nhỏ con cũng cỡ con mình á mọi người, nên nó vô chồng chơi. Đấy, giờ mình để trong gói nha mọi người. Đấy, trong gói nha, để lát mình nói cho nó biết từ từ nó phản ứng như thế nào mọi người. Bây giờ chỉ việc nằm đợi thôi. 2 hours later. Mày lại ngay cái địa chỉ anh chị á. Đúng rồi, bây giờ cái thời buổi nào rồi, bây giờ mày muốn có nhiều ghệ á mà là mày phải chơi bùa yêu. Adu. Giống như anh à, vợ anh hiện tại bây giờ cũng yêu anh là cũng tại vì cái miếng bùa đó. Đó, tại vì mấy lâu nay anh bỏ trong cái gói mà nó không biết đâu, lâu lâu nó hết hạn rồi anh mới đi thay một lần, nhưng mà mày đừng có cho nó biết, hiểu không? Đừng có cho nó biết. Ừ, hồi đó tại gái hơn hồng nộ, tại anh chơi bùa yêu mà. Đúng rồi, vợ anh vậy đó, đâu biết gì đâu. Cho nó yêu mình đi chứ. Đúng rồi, mày nó dính một cái là mày bảo cái gì nó cũng nghe hết trơn á. Trời, hồi đó anh ăn hà gầm. Đúng rồi, bởi vì sau đó anh nhiều gậy đó. Chỉ á, rồi lại đây địa chỉ anh chỉ nha. Đúng rồi, đây địa chỉ anh chỉ đi. Bà đó làm yêu nó. Rồi chị đi nha. Rồi, có gì điện anh. Về nào vậy? Nó về vậy? Ồ, mặt ngon dữ ha. Vậy dạ, chồng có trai không mà đưa con chồng mà mặt cũng ngon quá vậy? Có, mà trai có vợ hết rồi. Mặt đùi rồi. Mặt đùi rồi. Nhảy không? Biết nãy sao nãy về mở cổng lâu không? Chơi à? Trời ơi, nghe Út kể chuyện á. Kể gì? Trời ơi, bà bạn của Út á, bà bị bỏ bùa. Bùa gì? Nghe nói là bỏ bùa yêu gì á. Bùa sao? Trời ơi, đâu bùa mấy năm trời luôn, tự nhiên bà biết. Cái tự nhiên cái lá bùa đó gắt cái kiểu như bà nhìn ổng như xa lạ vậy. Cái bà biết gì luôn trời mà nghe. Nghe kể gây cắn kìa. Bùa yêu hả? Hồi nãy anh tính điện cho anh nghe. Đúng rồi, bùa yêu mà để gắt cái là nó hết chịu nghiệm á em. Ừ. Cho dù ở nhau mấy chục năm tới dài chăng nữa bị gắt cái là kiểu nhìn nhau như người dưng. Đúng rồi, không biết luôn á, không biết tên họ luôn á. Không thì biết thì cũng biết, mà kiểu không có tình cảm, tự nhiên cái đụng cái như người dưng vậy á. Đúng rồi, mình yêu nhau mà mình phải tình cảm phải chân thực, tình cảm từ hai phía phải chân thành chứ.
đâu có vụ mà chơi bùa yêu mà lợi dụng tình cảm ta được. Chứ anh có thương em không? Thương chứ. Trời, vì sao? Không thương sao cưới ba? Ừ, nghe anh nói cũng đúng. Ờ. Thương mới cưới chứ, tại em muốn thương anh thôi chứ. Ủa thương, không thương sao lấy đúng không? Đúng rồi. Không thương sao lấy. Khùng. Mà em thắc mắc hồi đó sao anh có nhiều ghê dữ. Hồi đó em thấy người ta nhiều nhiều nhất là cũng 3-4 đứa. Mà sao anh hơn chục đứa hay vậy? Cô cấp nào vậy? Mà sao mấy thằng em của anh thế? Cái gì mà... Anh không chỉ cho nó gì chơi vậy? Cái gì mà thật cũng phải có bí quyết chứ không? Trời ơi, bí quyết gì sao anh chỉ mày nhặt cái chơi nhỉ? Cái bí quyết của anh, thằng nào mà muốn biết thì phải bỏ ra chút đỉnh lấy lòng đâu chứ trời. Ba có đi ăn uống đâu hả? Nhưng mà dễ quá vậy sao? Sao không chỉ khẩu gì cho để mà lế vậy? Để anh trả lời cho nó. Trả lời gì vậy? Gì đâu trời. Thì nói chung là cái gì mình cũng phải có bí quyết, kỹ năng với lại... Thời đó có vụ với nhà trọ rồi mà kỹ năng. Đó, đó thì chứ ai quen lại là không tốn đồng bạc luôn. Mới nói bỏ ra chút đỉnh giờ nó không tốn đồng bạc. Không, chút đỉnh là kiểu như mấy thằng đó nó muốn biết bí quyết của anh là nó phải lo lót cho anh chút đỉnh, hiểu không? Anh mới chỉ bí sao quyết lại. Mà sao không tốn tiền vậy? Chị đâu nói nghe đợt bữa nay chị. Trời ơi, chứ gì tốn tiền. Chỉ tốn tiền dịch vụ một lần một thôi là mình được... Thầy bùa phải không? Thầy bùa dụ người ta phải không? Bùa gì bà hỏi cũng tào lao. Trời ơi, chứ sao mấy đứa gái mê vậy ạ? Bữa anh còn kể với em là anh đang quen nhỏ đó mà còn bạn thân đó còn nhắn tin gạ nữa. Thì tại anh đẹp trai. Đẹp trai chứ bùa tào lao. Trời ơi, dụ nhỏ đó. Ở đây làm gì? Cầm quá vậy, nhìn đùa chứ anh. Có gì đâu nhìn, ngày nào cũng nhìn chứ. Hồi đó là chứ anh xài chán, cái là anh bỏ xài chán tên bật. Ừ thì bởi vì em nói anh mười mấy đứa. Rồi. Anh sao hay dữ vậy? Cái đó, trời ơi, cái đó là đẳng cấp, hiểu không? Ê, gì khủng vậy? Cái đó là gì? Cái gì vậy ta? Không biết nữa, bỏ đi. Cái miếng bùa mà ma theo rồi. Bùa ma theo đâu? Vậy? Này là cái gì? Cái miếng bùa để đầu đừng mình ngủ đừng ác mộng á. Ủa sao em vẫn bị ác mộng bình thường vậy? Lo lo em nói anh em bị đè đó anh cũng nhớ hả? Em vẫn bị bình thường mà. Sao tự nhiên trong này biết trong này có miếng bùa vậy? Hả? À, mới nghe nói chuyện. Nghe nói miếng bùa để trong gói. Vậy hả? Thì miếng bùa anh để trong gói để mà ngủ cho nó đừng có mơ thấy thằng la bậy bả mà. Em vẫn bị bình thường mà. Vậy hả? Ừ. Chắc bữa em kể anh đó không nhớ hả? Em bị bóng đè đó anh nhớ hả? Nhầm kia anh nằm lộn gối mà. Vậy đó hay là bữa nào em nằm lộn gối kia anh mới thấy hả? Chắc vậy á. Vậy sao anh lấy hai cái cho em cái đi. Thôi anh cái được anh tại em yếu nhía. Thì em yếu nhía nên em mới lấy thêm cái. Thì để cho em đó, thì để cho em nằm đó. Thì bây giờ đi thỉnh cái cho anh nữa. Thôi, khỏi. Này là cái gì? Bùa. Bùa gì? Bùa ngủ ngon. Không. Bữa nào anh cũng em với em cũng thức tới 1-2 giờ hết trơn à. Thì tại chừng nào mình ngủ nó mới ngon. Không ngủ trong không? Bỏ trong đi. À đâu anh hay nói với em là anh hay bị thức giữa đêm giữa đó, đêm. Đó anh hay nằm mơ thấy bị té núi. Té núi là gì? À, leo núi nhiều quá té hả? À, đúng rồi. Té hàng động rồi dính chổng hả? Đúng rồi. Khám phá hang động với leo núi nhiều quá té núi. Nhưng mà em chưa tin. Chứ làm sao? Này là gì? Bùa gì đâu? Bùa gì? Bùa đất đầu năm. Không. Chứ em nghĩ là bùa gì? Nãy em nghe nói chuyện với thằng khác không phải vậy. Anh đừng trả lời tin nhắn nữa coi. Để trong gói đi lấy ra chi? Mà bùa gì? Phải bùa yêu không? Bùa yêu là bùa gì? Anh đừng nhắn sao bùa yêu làm gì? Có vợ rồi sao bùa yêu chi? Thì em thầy với em. Nãy em mới nghe em nói chuyện hỏi nó rồi. Có đâu. Anh còn chỉ nó nữa rồi. Gì vậy? Đó, đừng gắt bây giờ. Rồi đi nó gắt sao? Bùa của người ta để đi rồi chi. Hả bùa gì? Bùa bình thường hả? Để ngủ nó không rồi ác mộng thôi. Vậy em xé thử nha. Xé chi? Mà nếu bùa yêu thì gắt nó sao? Nãy lúc mới kể gắt là cái kiểu không biết gì, không thôi đừng có xé gắt. Tao ăn không biết thử coi. Đừng có xé gắt. Bùa
buồn ngủ bình thường thì đằng đây ông đây mẹ gấp thì lại thỉnh mới hỏi cho mà đi thỉnh lại không em rảnh lắm ngày em có làm gì hết trơn á đi thỉnh được thôi mở rảnh lên sáng đó là banh luôn á có gì bằng thì bỏ trong này cho người ta đi mệt sẽ thử thôi vậy anh nói này là cái gì đây nói chị không chị em xé xé chị trời đây là cái gì cái gì gọi anh ta không phải vui yêu không tại em nghe nói chuyện thằng đó rõ ràng nó nói gì anh chị chỗ nó đi làm có đâu bây giờ đó mới có em còn nhỏ xíu chưa có vậy thì cho mà có đâu rồi có xé á bộ bộ anh nghĩ hả bộ nghĩ anh xảy em mà cái gì nữa bộ người khóc nữa có đâu không có xài đâu không phải là em thương anh hả bây giờ em cảm thấy em thương anh sao thì có này mới thương bữa nay gắt được không thôi đừng có xé thằng lao gì vậy nếu là gắt được nào gắt thì làm cái khác chuyện xé xé gì xé đi làm khác gắt xé con có này có cũng ngon không ngủ như bình thường không xé cái em hết thương anh luôn á thì hôm nay là của em hả ờ cùng mới vậy xé chị vậy bọn không thương anh hả không thương anh sao tự nhiên rồi xé đừng có xé tào lao rồi đó bậy rồi đó hơi đậu rồi đó má đừng có xé em xé cái em quên anh luôn rồi sao thì em vẫn nhớ mặt anh bình thường thôi mà xé lỡ thì em hết thương anh lại đi dẫn rồi sao sao nãy anh nói là quen đi tôi yêu rồi mới gặp hai người hai người cái gì nhưng mà bây giờ nó có càng nữa không. Càng em được rồi không thằng lạc bắt đừng có xé 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 gì bọn em muốn hết thương anh hả gì thì có cái này em mới thương còn có thì em đâu có thương thì coi như là bây giờ em thương anh đấy không chứ tại sao lại muốn xé bọn em muốn gì đặng hỏi hay muốn xa anh khủng quá vậy đừng có xé xé rồi ủa rồi xé luôn chưa đủ đồ khủng gì xé vậy trời cái miếng bùa của người ta tự nhiên xé hả có đâu không có xài người yêu đâu không xài em cho em nuốt vô bụng luôn rồi em thấy vẫn bình thường mà ai đâu mà xài miếng bùa yêu tào lao quá à anh mà đó anh kêu bà hiểm vô trong cây súng của anh á rồi anh bấm vô trong kia rồi là dính ra cổng luôn rồi đâu có miếng giả cái miếng tay ở trong phòng mẹ không ai xài bùa thì nói thử coi xem sao bộ muốn quên anh thiệt hay sao mà xé lỡ sống rồi đó giờ bấm biết bao nhiêu cái tổng rồi tự nhiên giờ xé cũng bấm rồi em xé rồi giờ đẳng em lỗ sao khùng cứ giờ khác nữa hả trời ủa bộ muốn xa anh hay sao trời khóc nữa hoàng ức quá ta có cái đại cô gái má ơi chứ ai đâu xài bùa hồi đó gặp người ta mê chết bà luôn mà đặt nói là xài bùa hồi đó cua người ta rồi ví dụ mới ơi ai đâu xài bùa khủng quá vậy phải nói chuyện rồi nói chuyện thiệt hay nói chuyện giả giả đó chứ anh biết chỗ nào xài làm đâu anh biết thì hồi đó đâu cưới em làm gì đồ quá không phải là sợi bùa người ta mà đẹp trai nhiều mặt gì đi sợi bùa thì là sao dễ đẳng hả dễ đẳng cười mọi người khóc nữa trời ơi chắc tưởng đâu là bấy lâu nay mình kiểu như mình bị gạt nên oan ức quá nên khóc đó mọi người đấy. Ok thì video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người, thì mọi người xem thấy hay nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip sau. Bye bye.